chào các bạn đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Takio. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy sát nghiền đa năng Takio TK200, sử dụng đầu sát bằng inox và sàn rung 3 cấp. Bây giờ tôi sẽ test đầu nghiền cho các bạn xem. Và đây là đầu nghiền của chiếc máy Takio TK200. Bên trong thì được lắp chiếc sàn có đường kính là 1 mm. Và đây là thành phẩm của đầu nghiền chiếc máy sắt đa năng Takio TK200.